Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, ngành hóa chất cơ bản và các ngành sản xuất có sử dụng hóa chất đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc sử dụng một số hóa chất trong quá trình sản xuất đã gây ra những ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái. Do vậy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong ngành hóa chất là hết sức cần thiết. Ngành hóa chất là một ngành công nghiệp nền tảng, đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành nghề khác nhau. Tốc độ tăng trưởng của ngành vào khoảng 10 đến 12% một năm, đóng góp khoảng 11,2% giá trị sản lượng công nghiệp quốc gia. Trong thời gian gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất phát triển mạnh. Hầu hết doanh nghiệp sản xuất trong các ngành công nghiệp khai thác, chế biến, sản phẩm dệt, may mặc, da, giả da đều có khả năng sử dụng các loại hóa chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy POPS, tiềm ẩn rủi ro ô nhiễm môi trường. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Công Thương về nguồn phát sinh chất thải của ngành công nghiệp, trong đó mỗi năm, ngành hóa chất phát sinh khoảng 0,8 đến 1,2 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, khoảng 10,1 triệu mét khối nước thải công nghiệp, khoảng 21,8 đến 25,2 tỷ mét khối khí thải công nghiệp và khoảng 2.000 tấn chất thải nguy hại. Trước bài toán đặt ra khi phải vừa thúc đẩy sản xuất trong nước, vừa phải quản lý việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất và kiểm soát những tác động đến môi trường, thì thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển hóa học xanh để tiết kiệm tài nguyên và tận dụng tối đa nguyên nhiên liệu tái sinh được xem là một trong những giải pháp được khuyến khích nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng và phát thải các hóa chất nguy hại. Đổi mới thiết bị, công nghệ thân thiện môi trường, loại bỏ việc sử dụng hóa chất độc hại trong quá trình mạ kẽm là nội dung được Cục Hóa chất, Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP về xây dựng dự án áp dụng hóa học xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy POPS và hóa chất nguy hại. Sản phẩm của dự án là các đơn hàng chống sàn được mạ theo công nghệ mới không có hợp chất Chrome 6, một hóa chất gây ảnh hưởng sức khỏe người lao động và môi trường, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Chúng tôi đã tiếp cận với cả hóa học xanh từ những năm 2019-2020 theo cái thông tin của Cục Hóa chất Bộ Công Thương Việt Nam. Được lợi lớn nhất và đó chính là cái việc mà môi trường lao động và người công nhân là được hưởng. Và thứ hai là rất quan trọng, đấy là cái các vấn đề về môi trường cũng được giảm thải, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước. Và một điều mà chắc chắn nó là cái động lực quan trọng để doanh nghiệp chúng tôi tiến hành, đó chính là cái xu hướng của cái quốc tế, tức là về xuất khẩu. Bởi vì tất cả các doanh nghiệp của Nhật Bản, của châu Âu cũng như của Mỹ là đang tiến đến một những cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như là sản phẩm hàng hóa nó rất là cao. Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ xử lý hóa chất nguy hại, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho việc giới thiệu và áp dụng hóa học xanh, Cục Hóa chất Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp hạn chế sản xuất, sử dụng các hóa chất nguy hại, hướng đến phát triển các phương pháp cũng như quá trình sản xuất thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Thứ nhất thì thông qua cái dự án hóa học xanh, Cục Hóa chất Bộ Công Thương đã đưa những cái nội dung của hóa học xanh vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và có tầm nhìn đến năm 2040. Vừa qua vào ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành chiến lược này. Nội dung thứ hai là liên quan tới việc chúng tôi chuẩn bị những cái nội dung của hóa học xanh để đưa vào luật hóa chất sửa đổi mà chúng tôi dự kiến Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ vào cuối năm 2025. Để Chính phủ trình Quốc hội ban hành. Khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với thị trường và nền kinh tế thế giới thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương, để các doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam tham gia tốt hơn vào các chuỗi cung ứng và có lợi ích lớn hơn trong các chuỗi giá trị toàn cầu, thì các doanh nghiệp cần đi theo hướng hóa học xanh để giúp cho phát triển, tăng trưởng trong dài hạn, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững và giảm áp lực đến môi trường. Đây cũng là xu hướng tất yếu đối với công nghiệp hóa chất tại Việt Nam, giúp giảm thiểu hóa chất nguy hại vì sức khỏe cộng đồng và hội nhập.